Rồi. Mày thánh đầy này, thánh xàm này, nhiều sắp hơn tao này, nhiều view hơn tao nè. A5TV, A6TV, NTN nè, Lâm Vlog nè, NTN nè, Thơ Nguyễn nè, tao đập cho tụi bay chết hết. Rồi cá vô nha các bạn. Vô bạn ơi. Mưa lớn quá trời mưa luôn. Bà bây giờ tụi mình sẽ ăn nhậu dưới mưa. Cảm thấy mưa luôn này. Hello bạn nhiêu. Vô, 1, 2, 3. Vô. Không lạnh. 1, 2, 3. Vô. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn nha. À, hôm nay một ngày đẹp trời, tụi mình lại đi theo ông anh đi bắt cá tiếp nha. Ăn hôi. Ừ. Yes. Có đầy đủ hết rồi, nói chung là gì chỉ chờ cá thôi. Mà không biết kết quả ra sao. Thôi bây giờ... Kết quả là không có gì sao. Các bạn đi theo tụi mình nha, để coi tụi mình bắt được cái gì nha. Yeah, cùng đi theo mình nào. Let's go. Quên nói với anh em là hôm nay á là anh em bác sĩ hôm nay mà bận ca mổ ở Philippines rồi, cho nên là không có về với anh em mình được. Anh em bác sĩ tối hôm qua chích chữ quá thì đó giờ mệt. Đi... bác sĩ phải chích, hồi đầu là khoa bú nhưng mà giờ nặng quá đổi qua khoa chích luôn rồi. Mày điên quá, đợt hổm anh em mình gặp cái cầu nhiên đường, gặp nó ngồi gầm cầu mà làm bác sĩ đẳng mà. Nè, vòng đây là đất đai của ông cố mình để lại các bạn. Mình chia thửa ra đây rồi cho mấy nữa, mình con cháu nhiều nè. Rồi mấy bạn đâu này là mình cho mỗi người căn. Còn hôm bữa mình tính á là nói với Cường nó bán một mớ bớt cho mình đi, để mình hỏi là mới mua cỏ cho bò ăn á, mà Cường không bán. Không, mà bạn không biết sao không? Tính tôi á thì tôi dễ dãi lắm, nhưng tự nhiên mà kiếm lợi trên xương máu của anh em mình không làm, cho nên là nói anh em mà tới cho không thì mình tới đây mình cho không, làm giấy tờ luôn, đầy đủ luôn, ra sổ luôn. Có điều bạn này thì bạn ngại. Đó, cái biệt thự lớn lớn nặng cũng của ông cố mình để lại luôn á. Tôi không nghĩ là gia sản của Cường kết xù vậy luôn á trời. Nhưng mà Cường có giấu giếm không à? Cứ nói là mình là YouTuber nghèo nhất Việt Nam không? Khó tin thiệt. Có đâu giả nghèo á. À, vậy bạn đó giả nghèo à. Các bạn nhớ đăng ký like và share gì đó. Rồi á, khi nào mà đạt 1 triệu sub mình đem lại cam cao sói mỡ nha. Cho cho. Phút giờ mà nó muốn giết đại ca không à. Muốn đem lại ca cao sói mỡ không? Quán ăn sân vườn cây khế. Mời vào. Mời vào mà không có tiền lấy gì vào. Có mấy người vô đây trước rồi. Rồi. Chà chà, nước lớn mà phải đi qua bển là cũng một khó khăn nè. Hôm nay là tôi với Mr. Bình sẽ từ đây lội thẳng qua tới bển luôn các bạn ơi. Đã tới nơi rồi nha, dừng chân đầu tiên này là chạm 1. Còn chạm 2 là chúng ta sẽ đi thẳng qua bên kia là chạm 2. Rồi, bé trai đầu tiên. Mày nhớ lắm mà. Làm y như thiệt. Cá kìa. Quay mấy con cá đi. Quay mấy con cá mạnh. Để mẻ đầu tiên thôi, về lấy muối, mày không có muối ăn uống gì. Trời ơi, nè cầm ấy. Trời chết luôn rồi các bạn ơi, tôi lo quay cho các bạn coi thấy tôi có tâm nhất có công nghề không. Tôi lo quay bạn coi tôi quen chén muối của tôi luôn, tôi mới về lấy chén muối của mình nữa nè. Thiệt tình luôn các bạn ơi, tôi buồn lắm các bạn ơi. Các bạn nhớ like, share mình nha. Gì dây nhiều dữ à? Cá còn nhỏ nha mấy bạn. Nước nhiều quá bắt chứ. Không, nước lớn cá mập. Cái đồ phải.
Nước lớn nhiều đồ ăn cá mập. Ui già đau quá. Gắt hả? Về giá hả? Được giá còn nè, giá còn nè mấy bạn. Không, bởi vì không cho mượn rồi mới thì giận. Cho mượn vậy đó, gắt nửa chài đó. Con nhỏ xíu. Nè không mấy bạn, con cá nhỏ nhỏ thả đi về với ông bà. Bơi đỏ bụng cái đi mất tiêu luôn. Qua đằng đây đi. Nè bữa người ta mới đốt xong hay sao? Chiu. Ở dưới cây. Méo dẻo à. Xấu luôn rồi. Ôi. Con cá. Cá lau kiến. Trời ơi, con hai con cá lau kiến chà bá luôn. Đây đưa em cầm mình. Mình. YouTuber sợ cá này mọi người ơi. Cá lau kiến nha mấy bạn. Bỏ vô gọng luôn. Tại cá lau kiến nó nướng thịt nó dai như thịt gà vậy á. Sợ chưa? Nhìn sợ chưa? Ui. Cái trong đã lắm. Đó con thứ hai này. Cái vỏ nó cứng như là gỗ vậy á. Nướng chín xong đập ra thịt trọng trắng ẩn như thịt gà luôn. Chiu. Đó cái này tròn nè. Ok. Chào các bạn. Bây giờ tụi mình con phố buồn hiu bóng người lên đây. Mấy ngoài này sâu lắm. Nó đi theo dòng hướng này để cho nó đỡ cái vậy bị ướt mấy cái thiết bị của mình nha. Ừ, con này khá. Các bạn kiếm cá thì khó lắm nha, không phải ở đâu cũng có đâu á. Rồi xong luôn đó. Tôi mới vừa nói luôn á, dứt câu luôn á. Kiếm cá này khó kiếm lắm á. Mấy cái miếng mút để bỏ mấy cái thiết bị đồ với lại mấy cái đồ cá nhân. Mình thấy mình giống vô mấy cái vùng chủng của miền Trung các bạn ơi. Lúc mà nước ngập vô cứu chợ các bạn. Ở kia có mấy người, nó không có thuộc nhóm mình. Người ta đi câu cá rồi. Ok, sau một mẻ chài và tụi mình lại tiếp tục hành trình nha. Mình đang hướng dẫn cho các bạn kia đem góc đầu qua đẳng để lắp về nướng cá đẳng. Đi cặp mé luôn. Góc đầu đó. Bảy phao đi cặp mé luôn đi. Chính xác là đó. Khỏi ginh lên cho mệt chi vậy. Không có sao, cặp mé đi, mấy mé bờ thôi à, đừng có đi. Dục con dây luôn. Mẹ này lại con cá lau kiến chà bá luôn. Mình là chuyên gia trong vai cầm vỏ bạn ơi, ai chảy á. Hoài đại ca. Đại ca bỏ hoài à? Đang có cá ăn đại ca bỏ hoài đại ca. Trời ơi. Còn nhiều thả đi, phóng xanh đi, mùa sau mình bắt tiếp. Mình bắt cá nướng nướng là mình đem thả bớt nha bạn. Chứ mình không có ăn mà dạng mà tiệt chủng nha bạn. Mình bắt mà cỡ đó là mình bỏ để mùa sau anh em mình có thể là quay lại đây và mà như là vài năm tới anh em có thể quay lại đây và ôn những kỷ niệm xưa như ngày hôm nay và chúng ta sẽ bắt lại được cá dân cá các bạn. Mình không có dùng quá nhiều triệt phá quá nhiều nha. Nè chỗ này bình thường nước mà nhỏ là nó sẽ lộ lên cái cồn ở đây nè, nguyên con đường đi từ bên đó qua đây nè. Cái cồn nó có cái lường đó các bạn. Cho nên là nó lường nó trắng. Mấy anh cười gì vậy? Tôi nói cái cồn hay có cái lường á, cái lường mà là láng láng vậy nè. Thì chuyên gia kêu là cồn, cồn dạng đi ngang lường là kêu cồn lường. Nó láng láng lường á. Các bạn chỉ biết tên mình là Miu Seven thôi, nhưng mà các bạn chưa biết tên thiệt của mình là tên Cường. Bạn này bạn đang đá xéo mình á. Ngày ra đi em còn buồn chiêu không? Đấy là con phố nghe, con phố cùng. À mày đi theo đại ca biết nhiêu lâu nay mà không giống đại ca miếng nào hết trơn. Thôi còn nhiều cái nó khùng á. Kìa nãy nó đi vô nó lấy củi á. Mà nó vô trong cái giường người ta bẻ củi á.
Bà già kêu bà hung dữ quá, bà đòi chôn sống chổng. Không biết sao bà thả cho đi ra đó. Ok, tụi mình sẽ bắt đầu đáp chân lên cái bờ bên đây. Đá mà đem đi phơi nắng chứ nào chịu nổi. Đại ca đồ má. Đá mà đem đi phơi nắng cái đồ má sợ này chứ. Này thì dân thứ dữ mà. Hình như lâu rồi không có ai vô đây hay sao á. Cỏ đồ mọc ung tùm hết. Trước ở trong đây nó mòn lối hết trơn nè. Tôi nói bạn kiếm cá với buổi trưa nắng này cực khổ lắm bạn ơi. Để em cống hiến được những cái clip mà hay cho hay ho và ý nghĩa cho bạn coi á. Ê, mà chúng tôi là phải bỏ rất là nhiều mồ hôi tâm huyết ở đây. Mong các bạn xem được video này á, bạn chia sẻ cho anh em mình có động lực để làm những video khác nha các bạn. Cái ao này sâu tầm khoảng 5-6 mét. Sâu lắm. Mạnh đi lấy củi. Sao trải nghiệm về chuyến đi đi mạnh là tê. Chui ra được hả? Hả? Thấy đâu? Đủ rồi. Anh có cờ em có lờ hai chúng ta cùng đờ. Ôi. Nãy giờ là ca dục khơi khơi đại cái đừng con coffee chập bá tao ơi. Ở nhảy 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 ơi. Trễ một kịp đó. Hôm nay thấy trong chài nó bự nhỏ nhỏ xíu trời. Này cái dây bự, cái vây nó bự không à. Một cái gô chờ bá luôn rồi mấy bạn. Để ngoài đi Cường. Khỏi bắt ra. Đó mình khỏi đổ ra thêm tăng nữa. Khỏi bắt ra, khỏi mệt. Trời chài đẹp quá, trời con cá kia nó mới chúi luôn. Cái tật đã không biết bơi còn bố láo ha. Đó 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 đó. Đó. Trời ơi trời. Con cá chà bá lửa luôn. Con cá này kêu con cá gì đây ca? Cá rầm. Cá rầm. Cho em coi coi. Cá này cũng thả cho nó đi. Các bạn cá này thả không bạn? Thả ra đống lửa. Con cá này thả cho nó đi chứ. Nó còn lớn nữa đúng không đây ca? Không hết rồi. Nó chung đó. Nhỏ quá ăn uống gì cá. Nó chỉ có lớn. Cho đi nha. Cho đi đi, thả mặt mạnh á, thả quần á. Được, thả miệng nha mạnh. Rồi treo kìa. Treo nhá. Rồi Cường bắt cái cá chết luôn kìa trời, cá bơm không nổi luôn á. Rồi con cá nó chết chắc rồi. Cá chết chắc. Rồi bây giờ mình đổ cá ra nha bạn. Mình sẽ lấy cái cây này mình đập cho cá nó chết. Ôi cây. Còn con cá lau kiến nữa đâu ta? Chưa ra phải không? Chưa. Mày nghe bưởi. Nè. Rồi được rồi, bể mật rồi. Đập cái đầu không mà sao mà bể mật được. Con cá lông kiến đập không chết luôn ta. Rồi nó là thánh lầy mà, thánh lầy mà. Mày thánh lầy này, thánh sàm này, nhiều sắp hơn tao này, nhiều view hơn tao nè. Thánh sàm này, thánh lầy nè. Thánh gì nữa? Đặt tên cho mấy con cá lông kiến nè, con cá thánh sàm, cá thánh lầy. Ba bết á. Thánh lì á, thánh lì á. Lì như châu, nhiều sắp hơn tao nè. Nhiều view hơn tao nè. Tao đập cho mày chết. Nè Miu Seven nè. Gô đồng nè. Gô đồng nè. Ngã 5 TV, ngã 6 TV nè. Ngã 5 TV, ngã 6 TV. NTN nè. Lâm Vlog nè. NTN nè. Thơ Nguyễn nè. Tao đập cho tụi bay chết hết. Lửa lên. Rồi cá vô nha các bạn.
mình ăn theo kiểu này là dưới quê rồi á. Cá lâu kiến, con này con thánh lì, thánh lại gì. Mình nghe thánh là mình nhột nhột là mình đập chết hết. Tề thiên đại thánh nè. Rồi mình rải lá chuối ra để chuẩn bị lạc, rang. Rồi bia. Rồi xòi nè bạn ơi. Chiên mấy này trước, đợi cá nướng đẳng xong thì tụi mình chiên cá. Rồi nè bạn ơi, đem cho bạn coi để cái xác bệnh của wasabi vậy đó bạn ơi. Wasabi. Ok, chào các bạn, và sau một hồi đi một vòng cũng vất vả lội sình lội này lội kia thì bây giờ tụi mình quay về đây để nướng cá và hưởng thụ cái thành quả sau một chuyến đi. Nè xoài này, cây nhà lá vườn nhà tự trồng nha. Trời, nhà bứt từ trên cây xuống còn tư gói luôn. Bạn là bạn quậy muối ớt mà đỏ lừ với wasabi vô ăn nó hăng hăng khó chịu. Trời, tư gói không lừng. Bây giờ tôi không nói gì được các bạn ơi, ngon quá. Các bạn cảm nhận mà ra một cái đồng công mông quạnh chống quơ chống quất nè, mà chỉ cần ăn những cái đơn giản giống vậy thôi là thấy ngon, rất là ngon. Rồi ôi, tranh thủ kìa, nó bào đá kìa, bào đá hết mẹ đá này. Cá ra, cá ra mấy bạn ơi. Một người khều cá, một người sẽ cạo cá, cạo mấy bỏ mấy cái than dơ bám vật quanh đó. Con cá lâu kiến. Ok mấy bạn ơi, cá lên nha, tụi mình khui bia uống nha. Đó, mang xin ca mời các bạn nha. Rồi, ai chảy mời các bạn nha. Hôm nay buổi trưa cũng mát mẻ, chắc đang chuyển mưa gì bạn ơi. Anh em cũng tranh thủ ăn miếng rồi uống miếng. Rồi cũng về nơi em bê với mình nha. Rô nào. Rồi, cười cũng cười đi. Khui giùm cười đi Mạnh. Đây, đổ. Cứ giữ đi. Đi ra đồng không có gì dùng hết anh em ơi. Có cá nướng với xài này kia thôi. Xài nướng với lạc rang thôi, mà trong thời gian mình đợi mình ăn lạc cũng gần hết rồi. Cầm kia. Không, anh uống không, lát xe luôn. Xe luôn nè. Rồi, đây ca kia. Ok, và rồi 1, 2, 3 vô. Mời các bạn nha. Mời các bạn luôn. Vô anh em ơi. Em ơi. Rồi. Không phải wasabi mà wasabi đã. Tôi thấy nó mà gì một cái rồi, nó vô một cái rồi nó đã gì đâu bạn ơi. Ăn gì ăn đi. Rồi, ngon chưa? Nhanh bóc thử con cá, bóc sao miếng trắng trắng cho mọi người coi cái coi. Đó, lấy ra miếng thịt trắng tươi, con cá này con cá lâu kiến nha các bạn, nhiều người ta bỏ nha. Ăn nó như béo như thịt gà vậy, dai lắm. Trắng tươi luôn. Nè, miếng cá cũng chảy nè, giòn trắng tươi luôn. Nè bạn coi đen đen chứ trong này trắng nhách là bạn ơi. Đó. Đây. Đó. Tại chân anh em mình nướng hơi đen nha các bạn. Ừ. Vì bạn thông cảm mà ăn ngon lắm. Đã. Ta nói ăn than này vừa trường sinh bất tử á. Đó. Cả lầu kiên. Không, anh ăn đi. Em quay mà anh ăn đi. Nè, cầm đi. Không được rồi. Cầm đi. Vô bạn ơi. Mấy bạn thử cảm nhận ra ruộng như mình đi thiệt luôn á. Đã mấy bạn. Cảm giác nó đã lắm bạn ơi. Nó như trong này á là tiền bạc là không cần thiết nữa. Muối wasabi, muối ớt. Đó. Này. Như trong này các bạn cứ nghĩ là tiền bạc không quan trọng nữa, quan trọng là mấy cái nhiều yếu phẩm. Như đây là tụi mình đi có chút xíu à, quăng có mấy chài. Cá về mùa này nước lớn nhưng mà về mùa này con cá nó mập. Cá nó mập mà thịt trắng thơm hơn là về mùa khô. Về mùa nước cạn. Hồi nãy có ông chú kia chèo ghe ngang á. Mua cái đống này của mình 2,5 triệu mình không bán nè. Tại mình nghĩ là để dành cho anh em mình ăn cho vui vẻ, sinh hoạt những ngày cuối tuần thôi. Bạn này là bạn A Chảy. Thì bạn đi theo mình để học việc. Tại vì đợt này cũng đang thất nghiệp, dịch bệnh ở nhà thì đi theo mình để học bạn việc. Bạn ở đâu nè, học về. Tại vì mình ở không có rảnh đó bạn. Học việc làm YouTube thì
mình cũng trước mắt là cho bạn đi theo để mà cách làm ra sao, quay phim sao, rồi nói chung mình dạy từ tất cả mọi thứ luôn, từ quay phim cho tới xây dựng nội dung rồi sale. Và mình đã lên một cái ý tưởng để tạo một cái kênh mới cho bạn ấy. À, nếu các bạn thấy muốn ủng hộ bạn đó thì hãy vô kênh YouTube là Thánh Nổ Vlog, à Thánh Nổ Vlog nha. Kênh mới lập cho nên mọi người nhớ ủng hộ nha. Ok các bạn, tụi mình đang bắt cá, đang nướng ăn nè. Đang nướng ăn thì tự nhiên trời mưa quá trời luôn. Ướt hết trơn hết giáo luôn nè. Đó, ướt hết trơn hết giáo luôn. Mưa lớn quá trời mưa luôn. Và bây giờ tụi mình sẽ ăn nhậu dưới mưa. Cảm thấy mưa luôn này. Hello bạn nhiêu. Má khi có mà một cái ý tưởng nó tuôn trào á. Tuôn trào dở thì đã về được mưa. Bây giờ nửa lon bia, nửa lon nước mưa luôn nha các bạn. Giống như nửa ly này cũng lửa nước mưa thôi nè bạn ơi. Đây, mưa này. Tụi mình giờ không khác nào đi ăn lẩu hết trơn á. Đang ngồi ăn lẩu buffet gì đó mà nước mình uống rồi. Nước này, nước của khí, ăn nước của trời luôn này đó. Mình vừa uống cái là nó đầy nữa bạn ơi. Vô, 2, 3, vô. Không lạnh, không lạnh, không lạnh. Run thôi. Nè mồi nè. Mồi nãy giờ tụi mình ăn nè. Thôi đừng quay mồi nữa mà. Lúc trời đang nắng á là tụi mình ăn mà giờ mưa quá. Nào nấy ướt mem à. Nhồi để mưa đấy. Này quá này. Hello. Mạnh nó bạn có tên là đàn bà không Mạnh? Bằng. Ủa cái này bia hay là nước mưa anh? Nước mưa nè, trong vắt luôn. Rồi ngon bộ, này uống được á đại ca. Được, trong vắt luôn. Đây đi. Có mấy cái thiết bị quay của mình phải lấy cái này mình che lên này chứ không ướt hết là chết luôn á. Đại ca có giấy này đại ca. Nè, mình hút thuốc dưới mưa bán đàn coi luôn nè. Quẹ đâu rồi? Trời uống nghe mất trơn. Nãy mưa nhỏ, giờ mưa nhỏ, ừ, nãy mưa lớn quá trời luôn. Đó, 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 đó. Để nó ướt cỏ người. Không được, thử. Không quẹt. Cá này coi là cá gì, cá này coi là cá gì. Cá tầm nước à? Cá này không cá, phải cá là cá tầm nước rồi. Cá dưới mưa. Ủa này. Con nơ mẹ một lời xin lỗi, kiếp này con không thể nói. Con nơ mẹ, con nơ mẹ. Nó thiếu má nó có 4.8 triệu mà chắc tối ngày nó nhậu xỉn xỉn ra vô ca vậy các bạn ơi. Bạn thông cảm nó nha, thiếu có 4.8 triệu, thiếu quả 4.8 triệu mà nó ngồi nó cãi vô. Con đã biết khóc cho tình yêu, cho hơi ấm, cho hơi thở quê cùng. Rồi vô được chưa? Rồi 1 2 3 Vô. Vô. Còn đi nhé, mẹ đừng. Vô bạn ơi. Mưa hồng nhậu hấp dẫn lắm bạn ơi. Vừa mưa mà vừa nhậu là thôi khỏi chê rồi. Trời ơi phong cảnh này. Đã qua muôn vì lời xin lỗi, kiếp này con không thể nói. Con nợ mẹ. Lúc đi hết mình này, lúc về. Con nợ mẹ. Bây giờ mình ngồi ăn nhậu á, nhớ mẹ mình ngày xưa đi cấy đi cày á nuôi mình á, đúng không? Ngồi dưới mưa vậy nè, giờ mình ngồi ăn nhậu sướng hơn nhiều. Cái nhớ mẹ cái con đó. Trở về trên cao con nhìn xuống thấy mẹ rồi. Già tao tần mà nuôi em đúng cái này câu này đúng nè nãy đúng không đúng trở câu về này đúng cao mà nhìn xuống là chỉ không hồn có trai không trở về trên cao nhìn xuống không đang mưa tưởng tượng cũng được đó. Dưới suối vàng con đã nghe tin đạp mây xanh quyết chí trở về. Cài mắt quá các bạn ơi, mưa bao nhiêu con trở về trên cao con nhìn xuống thấy mẹ già tao tần mà nuôi em. Anh em bữa nay hơi ướt bạn thông cảm nha. Tại vì đang nhậu bất tử cái mưa cái đâu phải lôi máy ra quay nữa một đoạn nữa để cho anh em thấy được cảm nhận của anh em mình là cố chấp luôn, là mưa phải vẫn nhậu, phải ngồi đúng vị trí của mình. Không ai rời khỏi vị trí của mình hết nha. Cực khổ mới có clip hay anh em à. Gắn ủng hộ anh em mình nha. Hy sinh tất cả mà không ai coi. Điên à. Đó thằng kia vậy nó ngáo luôn kìa. Ngáo đá, thằng ngáo đá.
đập đầu vô cây hay gì nè. Đập xoài thì khổ quá. Đây còn lon nữa anh em, bơi nốt đi. Đấy, bơi đi. Bơi bơi đều đi. Đều nốt đều ra. Tao có lon nè. Đục đá rồi. Đá còn nè ca. Mưa xuống lạnh đá có đá còn hết. Con xin mẹ tha thứ cho con, phần làm con chưa hiếu chưa chồng. Cha mẹ già lấy ai phụng dưỡng, mắt mẹ già hai hàng lệ rơi. Mẹ mất thiếu quá. Đứa con giàu bộ là chung thân, được mấy năm kìa. Con lại ra tòa. Ông kìa. Quan tòa cất lên mời một đâu. Tiếng án tử hình làm tan nát tim con. Con thương đàn em nhỏ luôn. Tình cảm mà. Đứa cột khăn tan trắng trên đầu, đứa mẹ đứa dài khờ cầm tay mẹ hỏi anh có về với mẹ con không. Mấy cái này á là mình phải để riêng ra các bạn, chứ sau khi mình nhậu xong rồi mình phải thu dọn hết chiến trường mình mới về nha, chứ để lại mất công mà anh em. Ui, sao tới lại để cho bữa sau nha, ông đi câu cá ông đạp chết phong gánh không. Mình làm xong phải vệ sinh đó nha các bạn, để cho mọi người lần sau có tới đây nữa thì có thể sạch sẽ hơn nha. Có bọc nè các bạn. Tụi mình hôm nay là hưởng ứng phong trào ăn nhậu vì môi trường. Người hồi trước là khỏa thân vì môi trường đúng không? Đây là ăn nhậu vì môi trường. 1, 2, 3 vô. Uống nha. Tắm luôn. Tắm luôn. Tắm luôn. Quá đã bạn ơi. Dục lên luôn. Em vô mồi chứ. Vô mồi, vô mồi, vô mồi. Mồi nè bạn ơi. Ngồi chua quá. Ủng hộ kênh YouTube của tụi mình nha các bạn. Miu Seven. Ok các bạn, giờ này mưa cũng tạnh bớt rồi nha. Tụi mình nhậu cũng hết bia rồi. Một video ăn nhậu dưới mưa của tụi mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của Miu Seven, A Chảy, Đại Ca, Mạnh LT và anh em bác sĩ. Bye bye. Anh em mình làm clip cực khổ lắm bạn ơi, đang mưa nữa nè bạn ơi. Mưa lớn nữa rồi, mưa lớn nữa rồi, mưa lớn nữa rồi. Bye bye. Mưa lên lên đi ai buồn biết liền.